Theo Hiệp hội Da dày Việt Nam, năm 2013, tổng dung lượng thị trường nội địa ước chừng 130 đến 140 triệu đôi một năm, trị giá tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sản lượng giày dép do doanh nghiệp trong nước sản xuất và tiêu thụ nội địa chỉ đạt ở mức 70 đến 75 triệu đôi, chiếm tỷ trọng gần 55%, 45% còn lại chủ yếu nhập qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc. Theo đánh giá, giày dép Trung Quốc giá rẻ hơn hàng Việt Nam, cùng loại ít nhất 20%, nhưng mẫu mã lại rất cập nhật, phong phú về chủng loại, kiểu dáng. Đặc biệt là chúng luôn bắt kịp được những xu hướng thời trang với những sản phẩm nhái các thương hiệu tên tuổi như Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp da dày cũng khó khăn khi đơn hàng ít, chi phí đầu vào không ngừng tăng cao, nhưng nhà nhập khẩu và đối tác vẫn không chịu chia sẻ, thậm chí còn ép giảm giá.